Xin chào các bác, ở video clip này em xin giới thiệu các bác một đôi loa Chio và một chiếc âm ly Chio quánh với nhau cực kỳ hay. Và độ đẹp của đôi loa thì các bác có thể thấy ngay từ đầu video, từ ê căng cho đến loa rất là đẹp, rất đều, cứng đét luôn, góc cạnh. Và đôi loa này giá rất là rẻ cho các bác, nhấn mạnh các bác là chưa tới 5 triệu đồng, giá chỉ có 4 triệu 8 rồi các bác nhé. 4 triệu 800 nghìn một đôi loa rất gấu của Chio, chưa bao giờ rẻ như thế. Em xin để các bác giá Covid. Con này sử dụng một con tép còi, siêu tép còi các bác nhé. Và một con chung giấy. Và một bát 27 gân vải tẩm dầu các bác. Gân vải tẩm dầu độ nhạy cao, biên độ dao động của bát rất là lớn, đánh tiếng bát sâu, uy lực. Và lỗ thông hơi hình vuông, có lưới kim loại bọc ở đây. Đôi loa này có thiết kế rất đẹp các bác. Thùng sâu, thùng của nó sâu khoảng 32 và rộng cũng khoảng 32. Thùng nó hình vuông. Và đôi loa này có thông số phía sau đây các bác. Loa Chio Kenwood các bác nhé. Chio ZL7000 60W 8Ω đó các bác. Made in Japan. Đôi loa này giá chỉ có 4 triệu 8 thôi. Để các bác giá mùa Covid. Và chiếc âm ly Chio 5300 đánh 4 tụ nguồn gấu. Con này là âm ly rất gấu, nhưng mà cái size của nó size 38 các bác. Size 40 xin lỗi các bác, size 40. Gấu nặng, đánh 4 tụ nguồn và 4 sò cánh bướm. Con âm ly này để các bác giá 2 triệu 4 thôi. Bình thường giá 2 triệu 6 để các bác giá mùa Covid 2 triệu 4. Và cả bộ cấu hình này chỉ có 4 triệu 8 cộng với 2 triệu 4. Đó các bác, chỉ có 6 triệu 200 nghìn đồng thôi các bác. Rất là rẻ các bác nhá. À, 7 triệu 200 nghìn đồng, rất là rẻ. Và đây bộ cấu hình đánh lung linh bát tép luôn. Bác nào thích nghe nhạc sống chơi bộ này thì rất hay. Và nó có thể chơi đa thể loại được. Con chép điện này đánh rất nảy các bác. Thời gian các bác nhá. Đây là do theo thời gian lo bãi rồi các bác. Em sẽ lấy máy hút bụi hút ra cho các bác. Về cơ bản là đẹp xuất sắc, các bác nhìn từ con ốc chưa tháo ra các bác nhìn ạ. Với đôi lo bãi zin nguyên bản, chưa tân trang, chưa mông má như vậy là quá quá hết sức đẹp rồi các bác. Các bác nhìn những góc cạnh ạ. Những góc cạnh đẹp xuất sắc luôn. Và các bác lưu ý giúp em, những dòng loa Nhật hàng bãi chưa tuốt tác mà nó còn đẹp và nó còn đều cứng như vậy, từ những cái căng cho đến loa như vậy, thì nó những đôi loa rất đáng chơi các bác nhá. Những đôi loa rất đáng chơi. Và đôi loa này giá chỉ 4 triệu 8 thôi. Bình thường giá trên thị trường nó ngoài 5 triệu. Nhà em bình thường bán giá 5 triệu, nhưng để các bác giá tốt hơn 200 nghìn là 4 triệu 8 để các bác chơi. Hiện nay về rất nhiều loa các bác. Và bộ cấu hình này là của nhà Chio, âm ly Chio 5300. Con âm ly này trên thị trường giá 2 triệu 6 đến 2 triệu 8. Em để các bác giá 2 triệu 4 đã bớt giá các bác nhá. Cả bộ cấu hình này chỉ có 7 triệu 2 thôi. Đánh rất hay. Bây giờ em sẽ mở các bác nghe một đoạn nhạc trữ tình các bác nhá. Loa giá 4 triệu 8, âm ly giá 2 triệu 4. Thank you.
rằng là con tép siêu tép còi này đánh tính tép rất là tơi các bác. Và các bác lưu ý giúp em là con âm ly này, đôi loa này có thể đánh vào những dòng âm ly của Pioneer rất là hay, hoặc những dòng âm ly Chio đây, Onkyo, The Nong, vân vân và vân vân. Đôi loa này có độ nhạy cao, rất dễ phối ghép, các bác lưu ý giúp em và trở kháng 8 ohm. Còn chiếc âm ly Chio 5300 này là một con âm ly nhỏ gọn, size 40 nhưng mà công lực rất mạnh, nó đánh 4 tụ nguồn, các bác lưu ý giúp em là có 4 tụ nguồn. Và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Các bác có nhu cầu lấy đôi loa hoặc âm ly thì nhắn tin cho em qua hai số điện thoại 098 119 3686 hoặc 0983 662 586. Em giao hàng toàn quốc. Em xin báo sơ tiếp là chiếc âm ly nó chỉ đánh một cầu loa các bác nhé, và công suất của nó là 100W 100V. Những con âm ly này rất cổ và hay, đẹp như mới luôn. Chào các bác.